Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xuân Siêu Xe. Trước mặt chúng ta bây giờ là chiếc Porsche 911 GT3 RS đời 2018, tên mã 991.2. Đây là một trong 4 chiếc 911 GT3 RS thuộc thế hệ này đang xuất hiện tại Việt Nam. Xe được nhập về bởi anh Phan Công Khanh. Ngoài ra, thị trường trong nước còn ghi nhận thêm sự xuất hiện của hai chiếc 911 GT3 RS thế hệ trước, tên mã 991.1. So với những chiếc khác, chiếc 911 GT3 RS này sở hữu gói nâng cấp Wheel Shack có giá lên đến 31.000 USD. Với gói nâng cấp này, xe được trang bị nhiều chi tiết làm từ sợi carbon như nắp capo, vỏ gương, nóc xe hay cánh giới cỡ lớn phía sau. Bên trong cabin còn có thêm logo Wheel Shack. Bộ mâm 5 chấu kép hóa tâm làm từ hợp kim siêu nhẹ cũng là chi tiết nằm trong gói nâng cấp kể trên, đi kèm với đó là cụm phanh màu vàng. Ngoại thất xe sở hữu màu xanh lá mạ, acid green, vốn chưa xuất hiện cho bất kỳ chiếc 911 GT3 RS nào trong nước. Nội thất được bọc da màu đen, kết hợp chỉ khâu tiệp màu ngoại thất. Ra mắt tại Geneva Motor Show 2018, Porsche 911 GT3 RS phiên bản facelift được nâng cấp đôi chút ở ngoại hình. Một số thay đổi đáng chú ý bao gồm nắp capo, cản trước có thêm hai hốc gió, hệ thống đèn, ốp bể cửa được thiết kế lại và cánh giấu sau cỡ lớn thể thao hơn. Xe được trang bị khối động cơ 6 xi lanh dạng phẳng F6, dung tích 4 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 520 mã lực và 470 Nm moment xoắn. Kết hợp với hộp số bán tự động BDK 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 312 km/h. Nội thất của Porsche 911 GT3 RS mang đậm phong cách xe đua với ghế thể thao làm từ sợi carbon, khung chống lật, hệ thống mã hóa động cơ, bộ thu phát tích hợp trên chìa khóa và dây đai an toàn 6 điểm có chức năng căng siết. Thời điểm mới ra mắt, Porsche 911 GT3 RS đời 2018 có giá bán lên đến 190.000 USD tại Mỹ và 13,95 tỷ đồng tại Việt Nam. Hiện nay, thế hệ mới của dòng xe này đã được ra mắt tại sự kiện Monterey Car Week 2022 vào tháng 8 vừa qua. Các bạn đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube để đón xem những video mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tới. Đơn giản chỉ là 8 máy, đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài là